Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh Bên Đặng Tín Audio. Tiếp tục các video, hôm nay em rất vui mừng về một lô mic BBS hàng đời cực kỳ cao cấp của dòng BBS SM813. Một trong dòng phân khúc mic rất hay. Con này phân khúc còn làm cả sự kiện chuyên nghiệp và dùng phòng hát chuyên nghiệp và dùng gia đình em luôn. Thực sự các bác không hay, các bác thể giả là em riêng bộ mic này. Em chỉ nói một điều thôi, đây là hàng 6 số tự ngắt đời rất cao của dòng BBS, dòng SM813, dòng này rất hiếm. Cái model 813 này cực kỳ hiếm luôn, 6 số tự ngắt đời phân khúc, làm cả sự kiện chuyên nghiệp, phòng hát chuyên nghiệp và dùng gia đình. Không hay em không lấy tiền các bác. Và số lượng có rất ít thôi, rất hạn chế. Thực sự là hiện nay biên cấm, dịch bệnh hàng không thể nào về đâu. Và em nói luôn, cái lô này nó rất là đẹp. Tất cả từ tay mic cái đầu thu còn rất đẹp. Hàng em bao zin, bảo hành 6 tháng đối với mic này. Em bao hay toàn bộ. Đây, dòng BBS, hàng thiệu của Đức nhá. Tí bác xem cái tay của nó mới đẹp như thế nào. Tất cả hàng zin cực kỳ đẹp luôn. Đây, bộ đồ sao. Đấy. Các bạn theo dõi video này bác kênh Đặng Tín Audio, xin một like nhá. Các bạn theo dõi video một bác để lại vui vẻ, để lại cho em xin một like. Và bác nào chưa đăng ký kênh màu đỏ nhớ đăng ký kênh màu đỏ giữ cho em nhá. Đây, BBS Pro Show. Hàng chính hãng thương hiệu của Đức, BBS Pro Show. Được chưa? Đây là sau của nó, hàng còn nguyên tem nhá. BBS Pro Show nhá. Được chưa? Rắc nguồn này, rắc 6 ly bác cắm vào đây như này. Và hai bên hai rắc cơ lông để bác làm sự kiện. Hai bên hai rắc cơ lông để bác làm sự kiện, được chưa? Và zin từ cái anten teng này. Đây, anten là của BBS luôn nhá. Hàng em bao các bác làm cả sự kiện chuyên nghiệp và dùng gia đình, thực sự phòng hát chuyên nghiệp thì em nói luôn, không hay em không lấy tiền. Và giá sẽ rất tốt. Và đây toàn bộ tay mic của nó, thực sự một lô mic tay nó đẹp đến như thế này. Xin mời các bác cùng chiêm ngưỡng tay mic của nó, thực sự nó đẹp đến dã man luôn. Có gì này, chụp đít này cũng là BBS luôn. Đây, chụp đít cũng là BBS luôn. Thực sự hiếm, cực kỳ hiếm của một lô mic hiện nay BBS nào được còn đẹp như này. Quá nhìn này, cái tay mic này. Thực sự con đường nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Tay mic đuôi chuột nhá, cái dòng tay mic đuôi chuột thì có biết rồi. Cầm rất là đầm vào cái đầu dòng mic đuôi chuột này, tiếng cực kỳ bay. Và nói rồi, không hay mà không lấy tiền của bác riêng dòng mic này. Đấy, em nói thực sự con đường về cái dòng mic này. Và em sẽ giải thích luôn rõ luôn các bác này. Em sẽ nói luôn này. Đối với dòng mic vãi thì không bao giờ tránh được cái lấy pin này. Em nói rõ luôn. Vì pin ở bên Trung Quốc nó rất là to, không thể tránh được gãy lấy pin gì đâu. Đừng bắt đầu đòi hỏi là có nguyên lấy pin nhá. Em nói rõ quan điểm. Còn tất cả bác lắp pin vào nó không hiện tượng bị cây kẹo gì cả. Đây, lắp cho bác xem. Không có nhiều bác cứ bảo là gãy lấy pin đây. Tất cả lắp vào rất khít nhá. Còn bên pin bên Trung Quốc nó to hơn thì lúc nào sẽ gãy cái này, không thể tránh được đâu. Đấy, em báo giá luôn, giá cực kỳ tốt với một bộ mic hàng 6 số tự ngắt tay đuôi chuột đẹp như này. 2.600.000 một bộ em bao ship. Không hay có thể giả lại, 2.600.000 một bộ em bao ship được chưa? Bác nhìn đã đủ đẹp cho các bác chưa? 2.600.000 một bộ em bao ship cho bác xem full mic nhá. Đây, củ trắng vàng. Các bác cứ đi hỏi tất cả cửa hàng nào bán BBS, các bác hỏi củ trắng vàng cho xem người ta có bảo hay không. Em nói rồi, không hay có thể giả lại em bộ mic này. Em thực sự bác nội, em vì dòng mic này em thực sự bán đâu cũng được. Và cái mức giá đẹp như này em bán các bác chỉ có 2.600.000 một bộ. 2.600.000 một bộ mic em bao ship. Còn nó đưa trong phân khúc tầm giá, không có một bộ mic hàng mới nào được chất lượng con này đâu. Nếu bác nào mua mới được hộp bộ này thấp nhất phải 7 triệu trở lên. Đây là một phân mic phân khúc cả cao cấp, làm cả sự kiện này nó rất là đắt. Được chưa? 2.600.000 một bộ em bao ship. 2.600.000 một bộ mic này em bao ship tặng đầy đủ giấy phép kiện các bác này, bác nhìn này, tay đuôi chuột này. Nó đẹp đến như thế này, 2.600.000 các bác không nhanh tay này không có hàng đâu nhá. Vì số lượng có rất ít thôi. Bác nhìn nó đẹp đến như thế này các bác. Thực sự luôn, 2.600.000 một bộ nhá, bao ship tận nơi tặng đầy đủ giấy phép kiện các bác. Nó rất đẹp luôn. Kính gần như là không có kính nào bị lứt luôn nhá. Lô này nó về còn rất đẹp như này. 2.600.000 một bộ nhá, em bao ship. Đấy, 2.600.000 một bộ, bao ship tận nơi. Bao ship tận nơi tặng đầy đủ giấy phép kiện các bác, được chưa? 2.600.000 một bộ. Đây sẽ alo qua cái tiếng mic này. 2.600.000 một bộ nhá, bao ship tận nơi, tặng đầy đủ giấy phép kiện các bác, được chưa? Bác nào nhanh tay đặt hàng thì có nhá. Đi 1 2 đi 6 7 2 đi 1 2 3 4 5 6 7 2 đi 1 2 đi đi 1 2 5 6 tiếng mic thì thực sự quá đẳng cấp luôn. Đi 1 2 3 đây giờ sẽ check đoạn karaoke nhá. 2.600.000 đi hò hi hi 1 2
hi, năm, sáu. Thì mọi chi tiết vụ hàng liên hệ cho con số điện thoại 0916 957 808 nhá. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại tiếp theo nhá. Chào các bạn nhá.